Ủa Linh Nhi cậu đi đâu vậy? À Linh Nhi đi cho chó ăn. Cậu quên là lần trước chúng ta gặp một con chó hoang ở trong đây rồi hả? À vậy mình đi. Kì. Ủa con chó đâu rồi ta? Kì. Không có ở đây nhờ. Đây, đây là hộp cơm hôm qua anh Su Hào cho chó ăn nè. Còn cái cục cơm tí xíu thì siêu à. Nó ăn hết rồi mà hôm nay nó đi đâu vậy ta? À đúng rồi, bên kia còn một ngôi nhà đó kìa, để mình qua đó thử xem. Kì. Ui các bạn ơi, ở bên kia thì cũng không có và bên đây cũng không có, không biết là có ai bắt con chó đi không vậy? Hai căn nhà rồi không căn nhà nào có hết trơn luôn á. Sau khi Linh Nhi đi qua nhà bên kia kiếm mà cũng không thấy, Linh Nhi quyết định rằng sẽ để hộp cơm này ở đây. Nếu mà chú chó tối nay về mà thấy hộp cơm này nhất định sẽ ăn nha.